Rồi, hello, xin chào anh em ha. Thì hôm nay xe về khá là nhiều, mình sẽ báo giá lên cho anh em ha. Đấy, xe về chật nhà khá là nhiều luôn anh em ạ. Anh em ha. Đấy, về rất là nhiều dòng xe khác nhau. Đó, và có những dòng xe mình chẳng biết là xe gì luôn. Đó, xe rất là nhiều xe nhé. Đó, mình sẽ báo từ trong ra ngoài cho anh em ha. Một số con xe giá rất là rẻ luôn đó. Đó thì mấy con xe giá rẻ nằm trong góc này cũng khá là nhiều đó, với coi trong này này con bắt đầu con Hunter một như 110, con đó thì 20 triệu thôi đấy. Nhưng mà dòng MX thì giá cao hơn, con này thì khoảng 38 triệu 900 đời 2017 nhá. Đó, đời 2017 con này Odo nào. Odo làm đi 18.000 cây. Đó anh em ạ. MX 125 cái 2017 xe nguyên zin rất đẹp luôn, máy móc cực êm luôn. Đó. Rồi, ok. Đó, có mấy con giá rẻ này, con này thì 36 triệu 900, con này chỉ 22 triệu. Đó. Hãng Yamaha nhá. Con này bên ngoài thì hãng Suzuki. Đó. Honda, con này Suzuki Honda 150 luôn. Đó, với lại ngoài này còn hai con MX màu đỏ. MX màu đỏ thì con này này, xem giá nào. 38 triệu 900. Đó. 38 triệu 900 con này. Mới đi 15.000 cây. Đó, đi 15.000 cây nhé anh em. 15.000 cây. 38 triệu 900, xe cực kỳ đẹp luôn, nguyên zin. Con này thì biển số 36. Đó. Ok. Rồi. Còn con này cũng 38 triệu 900 luôn. Cũng màu đỏ luôn, xe cũng nguyên zin nhá anh em. Đó. Mình sẽ xem biển số con này. Biển số là 60, con này biển số 60 nhá, xe nguyên zin. Khá là đẹp ha. Đó, nó máy thử ha. Mình sẽ xe hôm nay khá là nhiều nên mình sẽ báo giá những con xe mô đô, những con bên ngoài, còn bên trong thì mình sẽ báo giá thôi ha. Đó, vì nó xe rất nhiều không thể bước vào bên trong để xem mô đô cho anh em được ha. Mình chỉ báo giá qua cho anh em biết xe ha. Đó, anh em nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký, bấm nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Và nhấn chuông một nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Và hãy cho mình một nút like rồi tiếp tục mình báo giá cho anh em ha. Rồi, con này này. Con này là của Suzuki, con này như 125, con này vẫn 22 triệu 900. Rồi con này Suzuki EN150A, con này thì đang bán 37 triệu 900. Đó, con kia thì rebuild 125 thì cũng khá lâu rồi, ha. Đó thì bán 18 hay 19 triệu gì đó ha. Rồi. Mình sẽ ra bên ngoài. Bên ngoài thì những con mới về. Con này giống con này thì mình của hãng Yamaha này, mình không biết là gọi là con gì luôn. Đó, mình giờ mới gặp luôn á. Lốc máy này anh em à. Anh em nào biết thì hãy comment cho mình biết cái con này là con gì nhá. Đó. Anh em nào biết thì hãy comment cho mình biết ha. Mình chưa biết con này là con gì. Đó, xe khá là đẹp. Đầu đèn giống đầu đèn con này giống kiểu của con CBF 500F, biển số 59 luôn anh em này. Đuôi đèn này, bô này, cái bô bầu rất là bự luôn, bầu tròn luôn anh em ạ. À, đó, cái đuôi nó phè ra xíu. Con này thì nhìn khá là mới anh em ạ. Con này xe mô đô nó máy thử thôi. Con này mình chưa thấy giá, không thấy giá đâu á, mới đi 7.000 cây. Con này mình nghĩ khoảng 200cc. Rồi. Rồi đó, anh em nào biết con này con gì comment mình biết cái nha. Ok. Thì địa chỉ ở đây là 169 Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương nha. Số điện thoại là 0976 741 725.
Nếu anh em nào đang muốn mua một cái chiếc xe hoặc là trao đổi xe thì hãy liên hệ đến địa chỉ này nhé. Đó, có trao đổi tất cả các dòng xe luôn và có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. À, bảo hành máy móc 6 tháng anh em ha. Đó, rồi. Kế bên là con Kawasaki BK175. Thì con này á, BK175 con này thì đang bán với giá 54 triệu 900. Đời 2018. Ok. Rồi. Còn con trong kia là con thì đây. R15V2, R15V2 khá là đẹp đấy anh em ạ. Con này đang bán 48 triệu 900, xe cực đẹp luôn, nguyên zin. Đó. Hiện tại đây là có hai con CBR. Đó. CBR con này đời 2018. Đang bán 62 triệu 900, xe nguyên zin rất là đẹp luôn. Rồi, con đây đây con Bentley 23 triệu 900 này, đời 2018 luôn. Bentley 125. Rồi. Đây thì có hai con GSX. GSX 150R nhá. Đó, con này thì lên tem cực kỳ đẹp luôn này, anh em thấy không? Tem đẹp và lên cái bô nữa ha. Đó. 54 triệu 900 con đô con này ha. Ô đô con này là 3.964 cây. Đó, mới đi 3.000 cây à. Đó, anh em ạ. Mới đi hơn 3.000 cây. Máy móc êm ru. Đó. Rồi, con bên ngoài này thì đời 2018. Đã bán 52 triệu 900. Đó, đi cập đèn LED này. Đó. Trợ sáng cực kỳ đẹp luôn. Ở đây đi thêm quả bóng để mi nữa. Đó. Con này thì chiếc sau nguyên zin. Xem ô đô con này ha. Đó. Ô đô 5.769 cây. Và con này móc bô rồi anh em nhé. Đó. Con này móc bô rồi. Xem đèn đuốc thế nào ha. Đó. Đèn nào bật nốt cho anh em xem nào. Đó anh em. Đó. 52 triệu 900. Đó. Con này thì cũng dán tem chùm rồi anh em ha. Màu xanh tem chùm. Rồi. Trong này thì còn mấy con GSX này. Đó. Bên trong đó thì đời 2018 55 triệu 900 màu đen bóng. Rồi, con màu đen nhám đời 2019 nha. Con này thì đang có 57 triệu 900. Đó, xe nguyên zin. Rồi, con này cũng lên tem chùm hết đây này, màu đỏ lên tem chùm. 56 triệu 900 đời 2018. Đó, hiện tại thì mới về con Suzuki 150A, GZ 150A nhé. Con này thì đời 2019 luôn. Đang bán 51 triệu 900, xe cực mới luôn anh em ạ. Đó. GZ 150A, xe rất mới luôn anh em xem qua không? Đầu inox của nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo là con Bicitol. Bicitol con này là bán 38 triệu. Đó, mới về luôn. Đó. Mới về con này thôi. Xem ô đô này. Ô đô 22.000 cây. Đó. Hết xăng. Con này hết xăng anh em ạ. Và mới lấy về. Rồi ok. Rồi. Con này có con GSX, con này màu trắng, trắng đỏ này, con này thì 57 triệu 900, đời 2019 luôn. Rồi con này đời 2019, phiên bản đặc biệt ABS nha anh em. Đó. Phiên bản đặc biệt ABS. Ok, sẵn tem chùm, lên tem chùm, cực kỳ đẹp luôn này. Đó. Chùm nguyên con luôn. Đó, xem đô con này cho anh em xem ha. Đó, lên tem chùm đẹp không anh em? Thấy khá là đẹp anh em ạ. Đó. Ô đô là
8.942 cây, đi 8.000 cây anh em ạ. Con này hết xăng rồi. Ok. Đó. Rồi. Cái bên rồi đích về khá là nhiều, khoảng chắc hơn chục con anh em ạ. Con này thì 54.900. Đó, xe cực mới luôn, đời 2018. Con này thì 52.900, đời 2018 luôn. Con này thì 55.900, đời 2018, xe nguyên zin cực đẹp luôn. Con này thì đời 2018, 51.900, lên cái bộ độ ha. Rồi, đây. Con này là Kawasaki Busa 200cc, đó, hãng Kawasaki liên danh với hãng Busa của Ấn Độ. Đó, mới ra một em 200cc cực đẹp luôn. Đó, kiểu dáng này, đèn sau của nó này, đó, kiểu đẹp không? Đó, con này thì cọc rồi phải. Rồi, theo hai con gửi đích rồi, ngoài cùng này 57.000.000 với 59.000.000 đều khá là đẹp nữa. Đó, và con Huki này trước mình có báo giá ha, chỉ 28.900, đời 2019 nha, mới đi hơn 1.000 cây. Máy móc thì cực đẹp luôn, như mới luôn nha anh em ạ. Đó, thì như mới. Rồi, đến dòng R15. R15 thì hôm trước mình cũng có báo giá cái con này rồi ha. Con này thì giá nó 70.000.000, vì nó lên đồ chơi rất là nhiều lên anh em ạ. Đó, lên cái bộ Akamovic này, rồi lên thắng ABS, hai con heo Rambo. Đó, nên mà giá nó rất là cao, đi mới hơn 7.000 cây. Rồi, ngoài này thì có con R15 V3 65.900, đời 2019. Đó, con nó đi cũng hơn 3-4.000 cây vậy đó. Rồi, con này thì 59.900, đời 2019 nha, xe nguyên zin. Rồi, và con này 66.900, đời 2019, xe nguyên zin, cực đẹp luôn ha. Đồ con này ha, con 66.000 này, 3.942 cây. Rồi, mới đi hơn 3.000 cây nhé anh em, xe cực đẹp luôn. Đó, 66.900. Rồi, ok. Có con này đời 2019 này, nhưng mà đi hơi hơn 20.000 cây. Đó, giá nó chỉ có 59.900 thôi ha. Rồi, con ngoài cùng này thì đã đổ lên cái mặt nạ bốc đầu đèn. Đó, thì nó khác kiểu anh em. Con này thì đang bán 64.900 lên cái bộ Akamovic, lên bộ tiêm cực đẹp luôn anh em ha. Con này thấy cực ngầu luôn ha, cực xì ngầu. Rồi, tại cửa hàng hiện tại có khoảng 2-3 con R15 V2. Đó, khoảng 47-48.000 một chiếc. Đó, có Tribeo 150. Tribeo 150 hai máy nha, két nước. Con này thì chưa thấy giá ha. Rồi, ok. Đó, và còn mấy con mới về R15 V3 với con TFX ngoài ha. Đó, mới về luôn. Rồi, ok, mình vừa mới báo giá cho anh em một lô xe, cả cái xe cũ đợt trước và những xe mới về. Đó, rồi mình sẽ xin kết thúc video tại đây để mình làm cái video khác để báo giá cho anh em những con khác nha. Nếu anh em có thắc mắc thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Mình sẽ làm video báo giá cho anh em ha. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.